Nhân dân này về trước của Bắc Hà về sang Bắc Hiếu rồi đây. Kế gân nhưng mà làm kiểu như liễu rủ đây. À, đây đây, sang bố xem bố nói chuyện vui rồi. Nghe hay lắm, phải lệ ngay. Đây là hôm trước chị chưa biết bao nhiêu tiền. Xanh quê. 25 triệu em. 25. Giả ghê nhỉ. Vâng. Nằm chậu lâu lắm rồi. Con này nó là Nam Điền, nó là 40 triệu. Hơn này. Nếu mà con này Nam Điền thì... Cái gì vậy, Nam Điền nó đẹp, nó đẹp đấy. Đúng rồi. Nó đã được cái thân như này, xong rồi được cái lá đẹp nữa thì đúng là cây lòi. Đấy. Cây lòi luôn. Nó đã đẹp, nó quê nó cây lòi. Cho hình người lên cả. Vâng, ông lại đọc số 1963 thì cái nào? À, 037. 037. 957. 957. 1963. 1963 đấy. À. Số của người đẹp nhất chợ đấy. Đấy, đây, đây. Số 1963 nhưng mà bây giờ mới có 36 tuổi thôi. À, xin cảm ơn. Cái này nó... Chỉ có cây già thôi, người còn trẻ lắm. Mịn màng, mịn màng. Vâng. Mịn màng ạ. Người còn trẻ lắm, cây mới già thôi. Cái này mà đặt vào... Cây này cũng có quyền, anh cứ nói luôn, cũng có quyền đứng ở trong cái sân vườn của chú Tuyển đấy. Dạ, trắng không phải đơn giản đâu. Già trắng như ngọc trinh. À. Ừ. Thích lắm đấy nhưng mà lực kém quá. Thôi chú mà hết tiền thì biển nó hết nước. Chú Tuyển hết tiền thì biển hết nước. Nghe cũng thấy mát mát nhưng mà hy vọng. Này con này thích chú Tuyển. Rất đẹp. Trông nó mạnh văn nhân nhỉ. Rất nghệ thuật. Trông văn nhân thay đúng là lọ hoa. Đấy. Quá hay luôn. Thay đúng vào bằng lọ hoa luôn, đẹp không? Đấy. Quá điệu luôn. Đấy. Đẹp quá. Đấy. Trực rồi tử lại quấn quanh thân này, quá đẹp. Quá ý nghĩa. Đấy. Quá ý nghĩa. Con này là báo giá là bao nhiêu nhỉ? Con này à? Dạ. 2 triệu rưỡi. Đấy. Rất êm mà. Này đồng chí ơi. Dạ. Lấy con này mà chơi. Hay hoặc là con mai gì thì đáng trực luôn, đẹp quá buôn đấy, vào giải quyết. Ba. Đẹp rẻ. Mai là bao nhiêu tiền đúng không nhỉ? Con mai là 2 triệu. 2 triệu. Ba. Đấy. Cái trong cổ của bát tràng đấy. À đúng rồi. Cổ đấy. Đúng rồi. Cổ bát tràng đấy. Trâu này hơi bị khó thấy đấy. Vâng, trong cổ bát tràng đấy, chứ không phải đâu ạ. Đó là đồ chơi rồi đấy ạ. Này giá rất êm ái cho anh em. Dạ vâng, giá êm ái quá. Êm ái cho anh em đấy. Trời ơi, nghệ thuật cao. Rất nghệ thuật. Đi sâu con máy vào không rơi. Sâu lắm rồi, dưới này sâu. Đây, hãy liên hệ với người đẹp trai nhất chợ. Đấy, rất nu nha, thân nu, thẳng, sắp tắp. 2 triệu. Độc trụ kính thiên, chống trời đấy. Đấy, thân rất thẳng. Đẹp. Rồi, chúc ông đắt hàng nha. Vâng ạ, cảm ơn. Có con gì nghiên cứu đây mà sang sâu thế. Bảo bố không xơi con kia phí quá. Mình là chỗ nào thì yeah. Con mình được 67 cây. Bảo xơi con kia phí quá. Lắm, cả đấy, người nhân này giờ này đẹp trai đấy. Bây giờ đang có vợ, chuẩn bị lấy vợ.
cái cây này bao tiền đấy? 6 triệu. 6 triệu. Cái đẹp. Cái chua. Chua. Chua quá. Đứa lúc bỏ lên chứ. Chua quá. Đấy. Xong rồi làm tí xách bò lấy vài quả đập đập vào. Đấy, 4 triệu lắm. Đá. Này có cái gì không anh? Ngồi buồn thế. À đây. Anh có hai cây. Ghê đấy nhỉ. Thế thì tao mới bảo là bây giờ cái cây này. Đấy, cái này bao nhiêu anh? Cái ở. Cái 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi, ok, còn cây này? Cây này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đấy. Bánh chậu này. Rồi, ok. Tăng à? Tăng à? Thôi. Cứ mang đi nhử này khó chịu lắm. Đồ chơi mà. Đấy. Đồ anh Ngọc, con này có cây gì mới không? Không, anh không mua đâu. Cắt mẹ cành này đi. Cắt đi làm gì? Xuống, hạ thấp xuống. Mày cắt đi để bây giờ bông nó đang như này, mày cắt đi để mày làm đến bao giờ nữa? Mày muốn cái đẹp thì phải chấp nhận hy sinh như bây giờ nó đẹp rồi còn gì nữa? Ờ đúng rồi, bây giờ nó đẹp rồi còn gì nữa. Bây giờ đang đủ bông như này. Có như này. Ui, lá móng đây. Ông nói đây nào, đủ bông. Nhớ ông nhìn thấy không? Ông có lông cơm không? Nó đang ấm bóng như này còn gì nữa. Đây này, ông thấy những người bóng nào thì ấm như còn. Nếu mà ông mà làm để mà chơi nữa thì ông phải làm chi? Chơi nữa thì làm bông, làm chi. Ở đây mà chi chấp nhận thời gian thì phải chấp nhận thời gian. Dấu có mũi thế này đây, bên này mày tưởng là ít. Bây giờ cắt thằng này đi, để thằng này lên thành bao bông nào. Đâu, bây giờ mày làm để thằng nào đang nào. Ây, sang hàng của các bố bình dân đây thì anh em chịu khó ra chợ là hôm nào cũng có như này quả. Đấy, quả cũng quả ác nhỉ. Gốc đây bao tiền đấy bà chủ? 2,5 triệu. 2,5 triệu, hình như là quả đây này. Giá hợp lý. Đấy. To quá. To bày sân nó nổi. Sao to nó mới có quả được? Chú bé. Ừ, nhưng to. Mà nhà có mấy chục mét thì. Có ghê. Có ghê. Cái dưới ra. Dưới đấy. Đấy, nhìn quái nhỉ. Nghệ thuật. Cái nhìn quái. Nghệ thuật. Vả đây. Me tròn. Ô, cái này bây giờ mùa này nó lá nó đỏ nhỉ. Này lụa cây pe này bao tiền đấy ạ? 2 triệu. Nhìn kiểu như nấm linh chi ấy. Lộc đỏ nhá, lộc đỏ đẹp. 2 triệu. Rêu rất là sẵn. Đấy. Đẹp quá. Cây kia và bác Hưng bán cây nào chưa? Tùng Lục Vương bán rồi à? Rồi nay ui lại thấy mùi thơm thơm à. Lúc nãy đi ăn trọng lòng, hôm nay ăn bọc người thơm thế. Để đấy con đi đâu
cái xe là con người còn thế em phải khóa không mất được. Đây à, toàn tùng à? Ờ, cả cái đục. Tùng là bao tiền một cây đây? 550 một cây. 550 một cây. Đấy, đục cối thế tiếc có rồi. Ừ. Lộc vừng thì bao nhiêu? Vừng 2 triệu rưỡi. Rồi, quay danh danh bao tiền cổ? Danh danh. Phi lao thì sao? Phi lao. Phi lao 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Ôi đẹp đấy nhỉ. Danh danh đẹp đấy nhỉ. Đẹp đấy. Bộ đề danh. Lại là độc số, nổ số các anh. Nổ số 0936 0936 80 80 6659 6659. Đấy. Hoàng Hưng. Hoàng Hưng. Đúng nhỉ. Đấy. Hoàng Hưng đến từ An Khánh, Hoài Đức, thủ đô Hà Nội. Đấy. Là một cây chơi rất hay. Chà. Ngoài ra còn có si, tai chuột, phi lao, ruối. À đây còn một cây rành rành nữa. Cái này thì bao giá như nào này? Để 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Chậu đẹp nhé. Đây cũng của mình không? Đây cũng của mình. Đây là cây Thải Châu. Thải Châu. Cây 500. 500 nghìn. Đấy. Là xẻ 500 nghìn. Quay cây khi nào? Ok. Vừa nãy bảo phi lao bao tiền thì quên bố rồi. 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Phi lao Bắc, phi lao Thuần này. Nuôi thoải mái. Đấy, cây này đẹp. Chất chơi luôn này. Quá đẹp. Đấy. Cổ thụ chưa? Quá đẹp luôn. Nhìn lá mỡ màng thích nhỉ. Về đặt khay đĩa thả nước đẹp. Rồi. Ok bác. Thế là được rồi đấy. Chúc giao lưu thành công nhá. Kết thúc buổi chợ hôm nay các bác nhé. Lưu phiếu này thôi.